chào quý vị, xin chào các bạn. Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của công ty cổ phần Đức Anh Hương Thịnh chúng tôi. Hôm nay vào một tiết trời mùa thu, công ty chúng tôi chuẩn bị giao cho một anh khách hàng ở bên Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thì trước mắt anh em đây là một xe Kenwu van màu xanh đen được nhà máy ô tô Chiến Thắng sản xuất năm 2023. Trước hết thì anh em cùng đi xem là ngoại thất, nội thất con xe Kenwu van hai chỗ này được nhà máy đã được cải tiến những gì, và cùng Phú đi xem qua em nó. Trước hết thì cái anh khách hàng này, anh ấy được biết anh ấy chở các mặt hàng, đó là mặt hàng về bên nội thất của nội thất như kiểu thiết bị vệ sinh, để chở các cái vùng trong những cái mà nội thị, nội thành của thành phố Hà Nội. Thì trước hết anh em mình quan tâm nhất đó là cái thùng này nó dài như nào, nó rộng như nào, thì cùng anh em mình trải nghiệm xem. Rồi thì khi mở cái phần thùng này ra, với cái kích thước chiều dài lòng thùng này, nhà máy thiết kế với con xe Kenwu van này dài là 2m17, rộng là 1m27, còn chiều từ mặt đến đỉnh điểm cao nhất của xe này đó là 1m21. Ví dụ như chúng ta có thể so sánh cái dòng như Suzuki Suzuki của Suzuki, thì cái dòng này nó lại nhỉnh hơn về chiều dài một chút ít, nhưng mà đấy, với cái chiều dài như thế nhưng mà mình cho so sánh với dòng Đông Ben thì nó nhỏ hơn. Cái dòng phân khúc, cùng phân khúc thì nhà máy thiết kế nó không phải dài quá, không phải ngắn quá, nó rất là hợp lý để anh em đi vào những cái ngõ rất là nhỏ, chở những cái xe, chở những mặt hàng thiết yếu hoặc là những mặt hàng mà cung đường nhỏ gọn, thì xe này rất là hợp lý. Đó là về phần ưu điểm cũng như nhược điểm của cái dòng Kenwu van hai chỗ mà anh em vừa xem qua, đó là phần thùng. Tôi sẽ chỉ cho anh em những cái ưu điểm tiếp theo của cái con xe van hai chỗ này, đó là về phần lốp. Lốp nhà máy thiết kế với lốp 175R13C. Lốp này tại sao lại có ưu điểm? Nó so với những cái dòng cùng phân khúc thì lốp nó rất là hợp lý. Bình thường thì tải trọng của con xe van hai chỗ này, nhà máy thiết kế với tải trọng là 945 cân, nhưng mà với cái lốp và những cái thùng xe như này, anh em có thể chở đến 1,4 tấn đến 1,5 tấn, không vấn đề gì cả. Đó là phần ưu điểm của xe này nha anh em nhé. Rồi đó là phần lốp. Về phần nội thất, như lúc đầu Phú cùng với lại anh em cũng tâm sự, thì nội thất của xe này năm 2023 này được nhà máy cải thiện rất là rõ rệt luôn. Mời anh em. Thì cùng cũng một khúc thì cái dòng dòng này nhà máy cũng thiết kế với chìa khóa điện rồi nhá, điều hai chiều, ghế đã bọc da, và cái cải thiện rõ ràng nhất, rõ rệt nhất để cho anh em cảm thấy đó là người ta máy đã lắp thêm một cái màn hình Android 9 inch cho anh em. Đã đây, bạn quay phim có thể quay cho anh em xem, cam trước, cam sau, cam lùi LED rất là LED. Đó là cái cải thiện rõ rệt nhất từ 2023 này cho anh em, như một dòng xe con luôn, rất ok. Đấy, anh em có thể rõ đấy nhỉ. Đấy rồi, đó là những cái mà những cái dòng xe Kenwu van hai chỗ này thì chạy rất nhiều ở trên thị trường, rất nhiều trên đường rồi, mình không thể nói nhiều hơn để anh em đỡ phải mất thời gian cho những cái anh em mình đã biết rồi, những cái cải tiến hoặc những cái mà nhà máy đã hoàn thiện nó một cách cụ thể hơn, thì Phú vừa rồi cũng giới thiệu cho anh em xem như thế. Anh em cảm thấy mà nó hợp lý với công việc, hợp lý với cái địa hình cụ thể, thì hãy liên hệ với chúng tôi, số điện thoại bên dưới hoặc comment dưới video của anh em. Rất vui được phục vụ anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.